chào anh em nhé. Đấy, dạo này thì anh em chuyển đánh mắt xéo đi. Mắt xéo đang đi rất là mạnh và nó cũng là con chim đem lại kinh tế cao. Đấy, tiếng mắt xéo đấy. Nó ăn chim anh ạ. Tê nha. Tối giữa chim lại tiếp tục quay ra anh em cùng xem nha. Đấy, hai con trống móm rồi. Tôi lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Cái buổi sáng thì hai anh em đang đi gỡ chim mắt xéo này. Hôm qua thì gỡ được một nhịp rồi. Cũng thấy khá khá anh ạ. Mà này hôm nay đánh mắt xéo thì không thấy lên mấy. Được chắc là rơi vào tầm gần 20 rồi. Hôm qua mắt xéo đi sớm lắm anh ạ. Đánh mắt xéo thì một loa ngửa lên trời, một loa quay về hướng đông bắc nghe anh em nhé, bắt đỏ thôi, đánh nó sẽ được nhiều hơn, hiệu quả hơn. Đây là con mắt đỏ cũng vào, đây là con gỏ ghẻ chứ không phải là con mắt đỏ. Để sử dụng bằng lưới 4/8 nhé. Cái lưới này là anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Lưới siêu bén luôn. Chú được nhiều không? Đây con rẽ hú. Tôi khả năng chuyển đánh rẽ hú được. Yeah. Lấy tiếng, lưới thì vẫn thế phải không? Lưới này phải đánh lấy chích cái kia vậy. Lưới này vẫn đánh được. Không đánh được. Sao không đánh được? Đánh nó thấp. Thấp nó vẫn vào. Con này nó cũng có bay cao. Con này béo lắm. Được có mấy con cúc biển à? Được có 6 con cúc biển. Tâm giờ nó đánh được không? Không biết gỡ, tuyển xé thôi. Con đấy kiểu gì chả đi 3-4 mắt. Nhà không đi mắt nào luôn. Đây mắt xéo này anh em. Đấy con quay cho anh em xem về cái loa đánh mắt xéo nha. Đây loa đánh mắt xéo sử dụng bằng loa bát nhôm. Cái loa này ngoài đánh mắt xéo ra thì anh em sử dụng đánh mắt đỏ. Mắt đỏ, mắt xéo thì anh em đánh chung ở trong con loa này. Đây. Ok, bây giờ thì xuống kia quay thành quả cho anh em xem. Đây thành quả đánh mắt xéo đây anh em này. Đấy thì đợt này con mắt xéo, mắt đỏ, trăng nghịch. Đấy, con gà lước Ấn Độ đang đi mạnh. Thì anh em nào mà nhu cầu mua loa lưới thì tham khảo liên hệ bên cơ sở em nhé. Đéo mất. Đây đi xem này. Một này. Hai này, mắt xéo hơi bé. Ba này. Có con to gần bằng mắt đỏ luôn. Chắc chỉ được mười mấy con này. Hôm qua được mấy con mang về này. Vỏ ghẹ này. Bốn này. Năm này. Loại này thì xào lấu vớ vẩn thôi anh ạ. Sáu này. 7 này. Nhà hôm qua được mấy con nữa, gọi là chắc gì được hơn chục này. 7 hú này. 8 này. 9. Chỉ được hơn chục rồi, nhà được mấy con từ lúc sớm qua anh ạ. Đấy, nhưng mà cũng khá là ok rồi. Này, mắt xéo đây. Ok anh em nhé. Đấy, anh em nào mua đồ thì tham khảo liên hệ bên cơ sở em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.